Thưa quý vị, qua 4 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, các địa phương trên địa bàn huyện Bình Đại đã tiến hành tiêm đạt 14,44% so với kế hoạch. Đối tượng tiêm vaccine đúng theo quy định, công tác tiêm chủng thực hiện đúng theo quy trình, sau tiêm không có trường hợp sốc phản vệ nặng. Các loại vaccine được sử dụng tiêm trên địa bàn quyện gồm AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Ngoài ra, Trung tâm Y tế quyện cũng đã tiến hành tiêm 165 liều vaccine Verocell cho các công dân có quốc tịch Trung Quốc hiện đang sinh sống và làm việc tại quyện Bình Đại, chủ yếu tại các công trình điện gió đang thi công tại xã Thừa Đức, Thới Thuận. Sau các đợt tiêm phòng, hầu hết người tiêm sức khỏe ổn định, một số trường hợp có biểu hiện nhẹ như sốt, mệt mỏi và tự khỏi sau 24 đến 48 giờ, không có trường hợp sốc phản vệ nặng, Quyện đặt ra mục tiêu trong năm nay, tối thiểu 50% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến hết quý 1 năm 2022, trên 70% dân số được tiêm phòng. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, quyện sẽ quy động tối đa các nguồn lực, lực lượng để tổ chức tiêm chủng phối hợp chặt chẽ giữa y tế ấp, y tế trường học, các ban ngành quyện và địa phương đơn vị trong công tác tổ chức tiêm chủng. Khi tiếp nhận vaccine, sẽ tiến hành tiêm chủng trong thời gian sớm nhất để nâng cao tỷ lệ người được tiêm chủng, hướng tới tạo miễn dịch cộng đồng.